đồ đúng không này. Nhìn này các anh nhìn này, đấy kẹo xin bút chè này, kẹo bình sữa này, kẹo kẹo mút chanh này, đây là kẹo xin bút chè nữa này, đây là con voi này, đây là con cầu lông này, con cầu lông tiếp này các anh nhỉ, nhiều đó. Đâu ai đó đang ngồi quét nhà kìa. Biết rồi, em đứng dậy đi để cho anh quét. Ờ, anh ơi, để cho anh để tí nữa quét sau. Không được, tí nữa thì gì đánh anh đấy. Không, anh ơi, chỗ này không được quét đâu. Ờ, rõ ràng thì bảo anh quét chỗ này cơ mà. Không được đâu anh ơi. Các bạn ạ, mình đã gọi dậy rồi nhưng em ý vẫn ngủ các bạn ạ. Quyết ơi, em không để điện thoại nữa, em đi ngủ đi, mà anh gọi dậy đi học sớm để anh mua đồ ăn cho. Không, anh cứ học đi, em chưa nước vào nồi em đi ngủ. Anh ơi, hôm qua em chơi game, dạy
ngủ muộn chuyện, em mới buồn ngủ thôi, anh cho em ngủ tiếp đi. Không được, dì đánh anh đấy, em dậy đi, gần bây giờ đi học rồi. Không được đâu anh ơi. Kệ em ấy.